sẽ là một loại trái cây mà chúng ta rất thích nhau. Chill, đó là cái rất là quý. Anh nghĩ thêm cho em là ngoài việc làm rapper, em có thể trở thành
stand up comedy và bất cứ loại comedy nào khác là em có máu hay hút trong người và em có gu. Keep it up. Tôi thì không biết nhận xét gì, bởi vì tiếng la hét của tôi đã hòa chung với lại khán giả ngay lúc đó. Xin chúc mừng tiết mục của bạn.